Xin chào cả nhà nhé. Đây là Mỹ Monster này. Đây mình sẽ ăn thử cái giống Mỹ này xem là nó như thế nào. Nó chua hay ngọt ra làm sao. Đây, cái này cũng khá là chín rồi đấy. Ra mình có vài cây thôi. Ui, cái chỗ này là do kiến ăn này. Để các bạn nhé. Mình sẽ ăn thử gió xem là kiểm tra vị nó như nào. Thì mùa sau còn biết mà có trồng tiếp hay không. Nhìn rất là ngon. Da bóng. Quả tươi. Vẫn còn một cánh hoa này. Rồi mình sẽ ăn nó. Thật sự thì ăn nốt miếng nữa mình nói tiếp. Nó chín như này nhưng mà nó cũng nói chung là nó chua. Vị ngọt nó chỉ chiếm tới khoảng 35-40% thôi. Còn lại là chua. Nhưng mà thật ra cái loại này sản lượng nó rất là đạt sản lượng, cho nên thường người ta ở đây làm người ta hay trồng cái giống này lắm. Không đúng. Quả này ngọt hơn các bạn ạ. Quả này ngọt hơn, quả này ngọt đến 60% luôn này. Chắc là do độ chín của quả thôi. Quả này ngọt nhớ chưa? Tiếc quá. Quả này kiến nó ăn nhiều quá. Thông thường ở những mùa trước là mình nhìn thế này là mình hái về mình gieo hạt rồi đấy. Nhưng mà thôi, rút kinh nghiệm không gieo hạt. Quá mất thời gian. Ôi chết mất rồi, quên chưa chụp cái ảnh nào. Ăn hết rồi. Đây là Mỹ Monster Monterey. Còn đây mình sẽ cho các bạn xem Mỹ Đá này. Đây là Mỹ Đá. Mỹ Đá siêu to khổng lồ. Nếu các bạn mà không ăn được chua ấy, hoặc là thích vị ngọt nhiều vị chua ấy, các bạn có thể dùng sữa ông thọ ấy, sữa đặc ấy, để chấm với cái quả này. Nó sẽ rất là ngon. Nó giống như kiểu bạn dùng, bạn gọi vào nhà hàng, bạn gọi cái món gọi là hoa quả dầm ấy. Đó. Ngon cực kỳ luôn. Nhiều bạn bảo có một cái quả mà cứ chụp mãi. Từ cái quả đấy thì mình ăn rồi. Đây là quả khác nhá. Nó đây nữa này. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái này là New Zealand các bạn nhé. Rồi, chào các bạn nhé.